Vào khoảng năm 2006-2007, trên mạng Internet Trung Quốc lưu truyền một câu chuyện thần bí về ba người có năng lực siêu phàm đi tìm báu vật. Một người đột nhiên vẽ ra không ít những bức họa và văn tự cổ quái. Một người có thể dùng siêu năng lực đoán chữ, đọc giải toàn bộ sự kiện cơ mật. Người còn lại thì có công năng thấu thị, nghĩa là nhìn xuyên thấu đồ vật. Chuyến hành trình đi tìm bảo vật của họ quả là có một không hai. Câu chuyện xoay quanh một kho báu cổ quái kỳ dị dưới lòng đất bị lịch sử lãng quên. Mật mã cốc nhà phần 1, kỳ nhân truy tìm bảo vật. Chúng ta hãy bắt đầu với cái tên cốc nhà. Ngày 13 tháng 11 năm 2006, trên tờ báo Đông Phương Kim Báo của Hà Nam đưa tin như sau. Ở vùng nông thôn tỉnh Vân Nam có một phụ nữ tên là Cốc Nha. Từ năm 2004, có đôi lúc đột nhiên cô không tự chủ được bản thân mà dùng bút vẽ tới, vẽ lui. Nhìn thì thấy có rất nhiều đồ hình văn tự biến hóa tạo thành hình vẽ, nhưng ý tứ là gì thì ai xem cũng không hiểu, ngay cả bản thân người vẽ cũng không hiểu, nhưng nếu không vẽ ra sẽ rất khó chịu. Đây chính là kỳ nhân thứ nhất. Từ tháng 9 năm 2004 đến nay, Cốc Nha đã vẽ hơn 3.000 bức tranh như vậy. Chuyên gia trong và ngoài nước không ai có thể giải thích được ý nghĩa của các bức vẽ. Họ bèn gọi đó là mật mã Cốc Nha. Điều này gây chấn động rất lớn đối với các nhà khoa học và giới truyền thông trên thế giới. Lo lắng rằng hiện tượng mật mã Cốc Nha sẽ gây chấn động tư tưởng cho đất nước vốn lấy vô thần luận làm chủ đạo. Tháng 12 năm 2007, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phát sóng về sự kiện trên và kết luận rằng mật mã Cốc Nha chẳng qua chỉ là biểu đạt tình cảm cá nhân bình thường của một người phụ nữ, không có gì kỳ lạ, từ đó đánh lạc hướng, làm dân chúng thôi không nghĩ về chuyện này nữa. Thế nhưng trời cao sớm đã có an bài, mặc dù thông tin bị giấu nhẹm đi, nhưng rốt cuộc các bức tranh mật mã Cốc Nha cũng tìm đến được người có thể hóa giải huyền cơ trong nó. Đảng bất hạnh, kỳ nhân đoán chữ. Ngày 20 tháng 11 năm 2006, một người nông dân ở nông thôn ngoại ô huyện Nam Dương, tỉnh Hà Nam tên Đảng Bất Hạnh tình cờ trông thấy báo cáo liên quan và những bức hình mật mã Cốc Nha trên tờ Đông Phương Kim Báo. Trải qua 28 ngày tĩnh tâm nghiên cứu, ông đã phá giải được bí mật trong 4 bức tranh được công bố. Chúng ta nói một chút về kỳ nhân Đảng Bất Hạnh. Ông từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, có năng lực đặc thù siêu thường là xem chữ dự đoán. Ông đoán hay đến nỗi được người dân ví ngang hàng với Đông Phương Sóc, một vị đoán chữ đại tiên thời Tây Hán. Tuổi thơ của Đảng Bất Hạnh trải qua rất nhiều thống khổ, cũng vì vậy mà ông đã tự gọi mình là Bất Hạnh. Sau khi phá giải được mật mã Cốc Nha, danh tiếng của Đảng Bất Hạnh vang xa, hầu như mỗi ngày đều có người đến tìm ông để đoán chữ. Thế nhưng Đảng Bất Hạnh đoán chữ xưa nay đều một mực không thu tiền. Rất nhiều người cười ông ngốc, nhưng Đảng Bất Hạnh lại nói: "Tôi xem chữ không thu phí, cho dù tôi nghèo như thế, nhưng không thể kiếm tiền dựa vào việc xem chữ. Trong lòng tôi hiểu rõ, công năng không phải tự nhiên mà có, nhất định không thể thu tiền." Khi xem tờ báo có đăng 4 bức hình cho Cốc Nha vẽ, ông liền có dự cảm là sự việc này không bình thường. Hình vẽ Cốc Nha chứa những ký hiệu kỳ lạ, nhưng trong mắt Đảng Bất Hạnh nó lại là những chữ Hán đặc thù. Mỗi chữ Hán này lại có thể diễn hóa thành vật thể và hoàn cảnh địa lý cụ thể. Dần dần như thế, trong đầu Đảng Bất Hạnh hiển hiện ra một câu chuyện lịch sử kỳ diệu. Mỗi bức vẽ đều chứa đựng nội dung liền mạch, ý tứ biểu thị một cung điện dưới lòng đất cực lớn, chưa từng được ghi chép trong sử sách. Hơn nữa, trong tranh còn hiển thị dấu tích rằng hiện nay có người vẫn đang còn sống trong đó. Thấy được huyền cơ bí ẩn, ông lập tức lên đường tìm kiếm Cốc Nha. Ngày 27 tháng 12 năm 2006, Đảng Bất Hạnh đi xuống phía Nam để xác minh một lần sự việc người thật, tranh thật. Nhưng biển người mênh mông, biết tìm nơi đâu, mọi thông tin liên quan đến Cốc Nha đều đã bị chính quyền phong kín. Nhưng trời không phụ lòng người, khi Đảng Bất Hạnh đang thất vọng thì bỗng nhiên có người nói rằng họ biết nơi Cốc Nha ở, còn nhiệt tình dẫn đường cho ông.
Đến nơi, ông mới tin đây là thật khi xem các bức vẽ và nói về kho báu dưới lòng đất, cốc nha, hoàn toàn không biết gì và cũng không hỏi thêm. Nhưng khi ông đề cập đến việc bên dưới đó có người đang còn sống, thì cốc nha bỗng xúc động khóc lớn, nói rằng nhất định phải cứu lấy những người kia. Chứng kiến sự việc này, cha mẹ của cốc nha vô cùng kinh ngạc. Họ nói, bao nhiêu báo đài truyền thông đến đều không làm con gái ta đau lòng như vậy. Rốt cuộc ông nói điều gì khiến nó thương tâm như vậy? Kho báu bị lịch sử bỏ quên. Điều khiến Cốc Nha thương tâm chính là câu chuyện mà Đảng Bất Hạnh giải được sau khi xem tranh vẽ của cô. Từ lúc bắt đầu triều Nguyên, vùng đất Tấn Vân Sơn ở Trùng Khánh đã có người chiếm lĩnh hang động đá vôi ở dưới khuôn viên một ngôi chùa có tên Vân Phong Sơn để kiến tạo một nơi cất giấu vật quý. Sau này, một vị đại quan của Triều Minh đã âm thầm xây dựng một cung điện dưới lòng đất tại nơi đây. Công trình này rất to lớn, quy mô bao trùm cả tòa núi, có 13 tầng cửa lớn. Bề mặt sơn trại được che đậy bởi Vân Phong Sơn tự, không để cho người khác hoài nghi phía dưới có cung điện cùng kho báu. Về sau, trải qua biến cố lớn, tòa kiến trúc đổ sập, người trong đó không thể trở ra được nữa, mọi thứ dần chìm vào quên lãng. Ngoài việc này ra, Đảng Bất Hạnh còn giải mã được rất nhiều nội dung liền mạch trong các bức vẽ như những con đường nhỏ và vị trí của kho báu trong cung điện dưới mặt đất, số lượng và tên gọi của kho báu, năm cửa vào bị phong kín của cung điện, bối cảnh phía sau kho báu, vị trí các bẫy khổng lồ, phương pháp an toàn gỡ bỏ, tình hình bên trong và điểm an toàn để khai quật cung điện, vân vân. Mặc dù giải được như vậy, nhưng Trùng Khánh rộng lớn như thế, làm sao có thể tìm ra vị trí của kho báu? Đảng Bất Hạnh nhờ người tìm trên máy tính tên các miếu tự ở Trùng Khánh và phát hiện một bức vẽ Minh Phong Sơn tự, hình dáng bên trái là chữ phiến, nếu xoay 90 độ sẽ biến thành chữ bắc. Điều này có nghĩa là mặt lân đối với mặt lân, lúc này trong đầu ông xuất hiện hình vẽ bắc bối. Quả nhiên, Trùng Khánh có một nơi gọi là Bắc Bối. Biết được điều này, Đảng Bất Hạnh và những người đi cùng rất kích động. Họ liền đến đó hỏi thăm về manh mối của ngôi chùa cổ. Cuối cùng đã thăm dò được, tại địa phương này có một nơi cạnh trấn Bát Đường, Hồ Bát Giác. Truyền thuyết nói rằng nơi đó có một ngôi miếu sụp đổ, sau này trở thành cảnh quan Thủy Long Đàm ngụ phía sau Tấn Vân Sơn. Lại nói, Tấn Vân Sơn là một địa danh bí ẩn vô cùng nổi tiếng ở Trùng Khánh, do nhiều nguyên nhân mà chính phủ chỉ mới khai phát phía trước làm thắng cảnh du lịch. Phía sau thì rất thần bí, khó lường, hoang dã, huyền ảo, đến nay vẫn còn là một nơi thâm sâu không người biết đến. Ở trên Tấn Vân Sơn có cửa khẩu Kim Ngân, từ xưa người dân nơi đó đã lưu truyền một câu rằng chim đá đối trống đá, tiền vàng vạn vạn ngũ, ai có thể đoạt được mua cả phủ Trùng Khánh. Đến đây một phần của mật mã Cốc Nha đã được giải, nhưng vẫn còn một vị kỳ nhân chưa xuất hiện. Người đó là ai và rốt cuộc họ có tìm được kho báu hay không? Mời quý thính giả cùng đón xem phần 2, Kho báu lộ diện và ẩn đố Thủy Long Đàm.